đã là tu sĩ thì việc trực tiếp tham gia vào ca hát có vi phạm giới luật hay không? Là tu sĩ có được phép xem ca múa hát nhạc kịch hay không? Cái này thì bản thân quý vị đã biết câu trả lời rồi. Thì quý vị hỏi sư để làm cái gì? Ngay cả đối với hàng cư sĩ đó trong tám giới là đã có giới là không có xem vũ ca nhạc kịch. Không tự thân múa hát thổi đàn kèn và cũng không có xem múa hát thổi đàn kèn. Tức là tất cả các cái phương pháp tất cả các cái phương pháp ca múa hát nhạc kịch đều không được tham gia và cũng không được xem. Như vậy thì có người họ sẽ hỏi là những cái nhạc đạo đó Thì có được ngâm nga hay không, ca hát hay không, hoặc là nghe hay không Thì đối với hàng cư sĩ tại gia thì cái chuyện này không có cấm Nhưng mà, mà đối với hàng tu sĩ đó thì chuyện này là bị cấm nha Đối với tu sĩ là chuyện này bị cấm Chẳng những như vậy đó, trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói rõ những ngay cả những cái lời dạy của Đức Thế Tôn Tôi xin thưa nha, ví dụ như cái câu là Nam Mô Ta Xá đi chăng nữa. Nghe cả những lời dạy của Đức Thế Tôn mà mình ngâm nga đó, ngâm nga đó thì nó sẽ đem đến những cái điều bất lợi như sau. Thứ nhất là cái người ngâm nga đó vì họ mãi mê họ chạy theo cái âm điệu mà họ bỏ lỡ cái định tâm, tức là họ bị mất định. Ừ rồi do họ mãi mê rèn luyện, rèn luyện để có được cái âm điệu, cho nên là cái việc thực hành pháp của họ bị lui sụp, bỏ bê. rồi cái người mà nghe theo cái âm điệu mà họ phát ra đó, họ sẽ chạy theo cái cái tiếng ca đó, cái âm điệu đó, và cái định của họ cũng sẽ lui sụp và như vậy họ sẽ làm cái gương xấu cho đời sau và cái điều cuối cùng được nhắc đến trong tăng chi là cái điều quan trọng đối với tu sĩ chết đọa địa ngục đấy à, cho nên là cái này không phải sư hù ha, mà thế tôn dạy sao thì bây giờ mình nhắc như vậy ừ lặp lại đối với hàng tu sĩ nha đối với tu sĩ ngay cả lời dạy thế tôn còn không được ngâm nga theo điều nhạc, huống chi là những thứ của thế tục còn đối với hàng cư sĩ thì cái đó không có cấm ừ. thử nó nó kỳ nghe một vài vị cái này thì xin thưa là, là Phật giáo phát triển thì có vẻ như là cởi mở hơn, có vẻ như cởi mở hơn. À, thì nó thấy nhiều vị là tập luyện, rèn luyện đờn ca, đờn các thể loại, các loại dụng cụ công cụ, rồi ca múa hát, Mình suy nghĩ sẽ lắc đầu. À, rồi có những cái chương trình đó mà ngay trước mặt đức thế tôn mà mình ca múa rồi đờn trống ở trước mặt ngài tôi nghĩ đối với cái nhìn của sư thì giống như là mình đang chửi vào mặt ngài tại vì sao bởi vì đức thế tôn dạy các cái vị tu sĩ là không được đờn ca múa hát mà mình lại đem đờn ca múa hát mình đi ra mình trình diễn trước mặt thế tôn đi có phải là mình đang dẫn mặt với ngài không đang khiêu khích tôi à, đang dẫn mặt với thế Tôn thì tôi không biết là cái nghiệp để đâu cho hết Đấy.